Vâng, xin chào tất cả bạn khán giả của Việt Nam Bilas Promotion và web thể thao. Như đã hẹn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu thuộc vòng bán kết của Lushan Open 2024. Và trận đấu bán kết đầu tiên sẽ được diễn ra với sự góp mặt của Kopinji và Moritz Neuhausen. Cho tới thời điểm hiện tại thì Moritz Neuhausen là cơ thủ châu Âu cuối cùng còn sót lại. Và với kết quả của những lượt trận tứ kết đã vừa được diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay, thì Kopinji cũng là đại diện duy nhất còn sót lại của Đài Bắc Trung Hoa ở trong giải đấu này. Trận bán kết thứ hai thì chúng ta đã biết được một cái tên. Đó chính là Jeffrey Roda, cơ thủ người Philippines, đã giành được chiến thắng với tỷ số là 18 trước cậu thứ nhà cô Kopin Chung ở vòng tứ kết để góp mặt vào trong vòng bán kết. Và chắc chắn là Jeffrey Roda sẽ phải đối mặt với một trong hai cơ thủ là người đồng hương của mình, hoặc Joan Chua hoặc Carlo Biado. Hiện tại tỷ số trận đấu giữa Carlo Biado và Joan Chua đang là 9 đều. Một trận đấu phải nói là quá hay và quá nhiều bước ngoặt đã được xảy ra. Vâng, có thể nói vui là ngoài tính chất chuyên môn rất cao ở trong trận đấu bán kết này, thì chúng ta cũng có thể nói rằng một trận đấu của cái đẹp các bạn ạ. Khi mà cả hai cơ thủ, Kopinji và Moritz Neuhausen đều là hai cơ thủ có ngoại hình rất điển trai. Và thêm một điều mà tôi mới vừa để ý nữa, đó chính là vị trọng tài ở trong trận đấu này. Một trận đấu có thể nói là điểm 10 về mọi mặt. Rồi, chúng ta sẽ cùng bước vào rack thi đấu đầu tiên. Và người giành được quyền phá ở trong rack thi đấu này là Kopinji. Vâng, một cú phá không ăn bi của Kopinji các bạn ạ. Vâng, xin chào gần 400 bạn khán giả đang đồng hành cùng mình. Xin chào bạn khán giả CDA Billiard. Nếu chúng ta còn nhớ, ở trong trận đấu tứ kết mới kết thúc cách đây ít phút mà thôi, thì Moritz Neuhausen đã cho tất cả khán giả thấy khả năng A băng. Xin lỗi các bạn, là khả năng chạy đạn của mình, và khiến cho Ukulin vào bàn và liên tục phải A băng và sút tê. Và không biết ở trong trận đấu bán kết này thì kịch bản đó có lặp lại không, khi mà đối thủ của Moritz Neuhausen cũng là một cơ thủ tới từ Đài Bắc Trung Hoa. Và ngay tình huống đầu tiên sau cú phá vừa rồi là một cú thủ bi tốt của cơ thủ người Đức, đã khiến cho Kopinji vào bàn và phải A băng cho bi mục tiêu số 1. Rất hay từ các bạn, ghép 1-8 thành công. Và bi mục tiêu số 1 là có nguyên đường riêng. Những cái tình huống khó ở trên bàn nó đang được dần dần tháo gỡ ra rồi. Vâng, trận đấu tứ kết cuối cùng giữa Carlo Biado và Joan Chua vẫn chưa kết thúc. Cho nên chúng ta vẫn chưa biết được đối thủ của Jeffrey Roda ở trong trận đấu bán kết 2 sẽ là ai. Còn quay trở lại với trận đấu đang được diễn ra trên màn ảnh,
Thì như chúng ta thấy ở trên bàn đang là một hình bi rất mở. Và đây sẽ là cơ hội dành cho Moritz Neuhausen để cầu thủ người Đức có được cho mình điểm số đầu tiên. Tình huống điều từ 4 về 5 thưa các bạn. Có lẽ là nó xuất phát từ việc lấy má từ 3 ra 4 bị thẳng quá. Và Moritz Neuhausen vừa phải thực hiện một cú trô trực tiếp từ 4 về 5 nhưng con bi chủ đã va chạm với thẳng bi mục tiêu số 9. Và nó ra một cái vị trí không thuận lợi để cầu thủ người Đức có thể tấn công được bi mục tiêu số 5. Và như vậy là anh tiếp tục phải thủ bi. Hiện tại thì chúng ta chỉ có một bàn TV. Trong giải đấu này chỉ có một bàn TV thôi các bạn ạ. Rồi. Sút tê trong tình huống vừa rồi là tương đối mạo hiểm khi mà bi mục tiêu số 5 nó đứng gần thành băng dài. Và cái nguy cơ để vi chủ nó văng ra khỏi mặt bàn là cao. Cho dù như chúng ta thấy là con bi chủ nó đã đáp xuống mặt bàn trước khi va chạm với bi mục tiêu số 5. Nhưng vẫn không thể tránh được cái khả năng bị văng cái ra khỏi khu vực thi đấu, khỏi bàn thi đấu. Hai bi mục tiêu cuối cùng dành cho Moritz Neuhausen. Và ra đến đây thì tỷ số sẽ được mở ra là 1-0 dành cho cầu thủ người Đức. Rất hay. Thi đấu cực kỳ tròn trịa từ tấn công tới phòng thủ. Kupindi ở trong trận đấu thuộc vòng tứ kết thì cầu thủ người Đài Bắc Trung Hoa giành được chiến thắng với tỷ số là 13 các bạn ạ. Vâng, để xem là trận đấu giữa Carlo Biado với Joan Chua đã kết thúc hay chưa. Rồi, chúng ta cùng quay trở lại trận đấu đang được diễn ra trên màn ảnh. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về Moritz Neuhausen. Thêm một yếu tố nữa, một điểm mạnh nữa của Moritz Neuhausen mà anh ấy đã chứng minh được ở trong trận đấu vòng tứ kết với Ukulin, đó chính là cú phá. Vâng, và như chúng ta thấy lại là một tình huống phá, một cú phá đúng công thức của cầu thủ người Đức. Bi mục tiêu số 1 đã rơi và bi mục tiêu số 2 là có thể chạm tới. Thậm chí là có thể tấn công được. Nhưng ván bàn ở trong rách thi đấu này là vẫn còn tình huống. Tình huống ở con bi mục tiêu số 4.
Rồi, vậy là thủ bi, một cú thủ bi tốt của Moritz Neuhausen. Vâng, và lại một lần nữa Kopinji lại phải sử dụng tới cây gậy nhảy của mình. Một khoảng cách khá gần giữa con bi chủ với con bi mục tiêu số 7. Một tình huống sút T hợp lệ. Và vừa rồi Moritz Neuhausen khi đi ra thì anh cũng đã gõ đầu gậy xuống thành băng. Seconds. It's tension call. Nào cùng chờ xem, có bi mục tiêu số 3 ở góc cam này chúng ta thấy là vẫn còn đường rồi. Có lẽ là Moritz Neuhausen sẽ... Sorry. Vâng, tôi đang định nói là có lẽ anh ấy sẽ thủ bi thôi, nhưng mà không, vẫn là một quyết định tấn công tới từ cầu thủ người Đức. Một con bi rất khó đã khiến cho Moritz Neuhausen không thành công đưa được con bi mục tiêu số 3 xuống lỗ. Một cú đẩy nhẹ lực lên để có thể nhìn thấy được điểm chết cho bi mục tiêu số 4 qua khe 79. Vâng, và thưa các bạn, trận đấu giữa Carlo Biado và Johan Chua thuộc vòng tứ kết của Lushan Open 2024 đã kết thúc. Với người giành được chiến thắng, đó chính là Carlo Biado. Một cuộc lội ngược dòng phải nói là kỳ tích, đầy kỳ tích trước người đồng hương của mình. Như vậy là chúng ta đã có thể xác định được cái tên góp mặt ở trong vòng bán kết cuối cùng, đó chính là Carlo Biado, và đối thủ của anh sẽ là Jeffrey Roda, vẫn sẽ tiếp tục là một cơ thủ đồng hương người Philippines. Vâng, đã xử lý được thành công con bi mục tiêu số 4 rồi. Và bây giờ những tình huống bi ở trên bàn nó đang trở nên đơn giản hơn dành cho Kobinji. Moritz Neuhausen đang có phong độ rất tốt ở giải đấu lần này. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Kopinji vẫn là một cơ thủ đẳng cấp hàng đầu. Và anh cũng vừa có được chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước một cơ thủ kỳ cựu người Đá Bắc Trung Hoa, đó chính là Kubo Cheng với tỷ số là 13. Vâng, ra đến đây tỷ số sẽ được quân bình một đều thôi. Rất hay. Chính xác, đây là trận đấu trong vòng bán kết các bạn ạ. Đây, đây chính là Moritz cơ thủ người Đức đã đi một chặng đường rất dài để có thể góp mặt được trong vòng bán kết của Lushan Open 2024. Và đối thủ của anh là Kopinji, một thử thách thực sự là nặng ký dành cho cơ thủ người Đức. Kopinji là một cơ thủ đẳng cấp và dạn dày kinh nghiệm thi đấu khi mà anh đã có được cho mình rất nhiều những danh hiệu quốc tế.
và trải qua rất nhiều những giai đoạn ở trong sự nghiệp của mình. Cô Bình Trung thì đã phải dừng bước tại giải đấu này rồi khi mà ở trong vòng tứ kết, anh nhận thất bại trước Jeffrey Roda các bạn ạ. Vâng, lần này thì Kobinji đã cho chúng ta thấy sự lợi hại trong cú phá của anh ấy. Cú phá luôn luôn là một điều gì đó nổi bật của anh em nhà cô, cả Kobinji, Kobin Trung và thậm chí là cả Kobin Han nữa. Một cú phá rất tốt và có đường riêng cho bi mục tiêu số 2 và lỗ giữa bên tay trái. Rồi, tình huống điều thứ hai ra bàn của Copinji đã đưa bi chủ va chạm với bi mục tiêu số 9. Và tôi cảm nhận là bi mục tiêu số 3 bây giờ không còn đường riêng nữa các bạn ạ. Có lẽ là chỉ chạm được bi mục tiêu số 3 thôi. Giải đấu này có thuộc WNT Ranking các bạn nhé. Có được tính điểm. À, bây giờ thì Kobinji đang là người thủ bi. Và Maurice Neuhausen đang là người phải giải đạn. Vâng, rất hay. Rất hay các bạn ạ. Một cú kick and stick. A bằng và gót con bi mục tiêu số 3 lên. Để cái đứng yên ở sau lưng con bi mục tiêu số 8. Nào, chúng ta cùng chờ xem là cú sút tề của Binji sẽ đưa bi mục tiêu số 3 đi đâu. Vâng, một cú sút thề có tương đối những toan tính của Kobinji đấy ạ. Vừa muốn đưa bi mục tiêu số 3 xuống lỗ. Và có lẽ là cũng có để ý một chút tới vị trí của bi mục tiêu số 9. Nhưng mà chưa thành công trong cả hai mục đích. Chỉ thành công trong việc là đưa con bi mục tiêu số 3 ra vị trí mà Maurice Neuhausen chưa thể tấn công được ngay thôi. Vẫn tiếp tục sút tê các bạn ạ. Lại tiếp tục sút tê. Không A băng. Một tình huống sút tê thủ rất rõ ý đồ của Binji. Đó chính là cân con bi mục tiêu số 3 về phía thành băng ngắn phía xa và kéo cái hai băng về gần màn ảnh của chúng ta. Nhưng mà trên đường đi con bi chủ thì nó đã rơi vào lỗ giữa bên tay trái rồi.
Và có quyền đặt bi trong tay với một cái hình bi như thế này thì có lẽ sẽ là điểm số thứ hai dành cho Moritz Neuhausen mà thôi. Một con bi mục tiêu cuối cùng. Rồi, như vậy là 2-1 dành cho Moritz Neuhausen. Mars wins the rock. Ở trong trận tứ kết vừa rồi thì Carlo Biado là người giành được chiến thắng trước Johan Chua với tỷ số là 19 các bạn nhé. Một cuộc lội ngược dòng. Đối thủ của Biado ở trong trận đấu bán kết sẽ tiếp tục là một cầu thủ đồng hương. Một cơ thủ cũng đến từ lò Ma Boys. Đó chính là Jeffrey Roda. Rock 4, Morris to break. 2-1. Trận bán kết 2 thì có lẽ là sẽ được diễn ra sau ít phút nữa thôi các bạn ạ. Không phải chờ lâu đâu. Nhưng mà trận đó thì sẽ không có luồng phát sóng. Ôi 9-9. Rồi. Vâng, con bi mục tiêu số 1 không rơi. Và con bi mục tiêu số 9 nó va vào má 1 tưởng rằng sẽ rơi xuống lỗ giữa. Nhưng mà lại có con bi mục tiêu số 3 chạy đến và cứu 9 các bạn ạ. Một chút nữa thôi thì Moritz Neuhausen đã có được cho mình một tình huống phá Golden Break. Bây giờ thì một đang không có đường rồi. Vâng, lại thách nhảy. Push back. Kubini đã lắc đầu đi ra. Và Moritz Neuhausen cầm propel và bước vào bàn. Tôi nghĩ là những cái tình huống an toàn mà ra đuôi như thế này mà nó không ra một cú sút tê quá ngon thì nhường lại là đúng. Những tình huống nhảy xa chưa bao giờ là dễ cả. Vâng, có một chút may mắn dành cho Moritz Neuhausen là anh thực hiện không thành công cú sút tê đưa một xuống lỗ. Nhưng với vị trí này thì Kopinji vẫn chưa thể tấn công được. Cặp bán kết còn lại sẽ được góp mặt giữa Carlo Biado và Jeffrey Roda các bạn nhé. Một cú thủ bí tốt của Kobinji. Lushan phiên âm sang tiếng Việt nó là Lư Sơn các bạn ạ. Tên của một ngọn núi. Núi Lư. 10 seconds. Rồi.
Vâng, một tình huống bắt đuôi tốt và ép cho Moritz Neuhausen phải thực hiện một cú a băng không hợp lệ. Lần này thì Kopinji là người giành được chiến thắng ở trong tình huống chạy đạn ở bi mục tiêu số 1 và anh sẽ có quyền đặt bi trong tay để giải quyết những tình huống bi còn lại ở trên bàn. Đấu bán kết 2 sẽ sắp sửa được diễn ra luôn rồi các bạn. Hai cơ thủ đánh xong có lẽ là nghỉ ngơi một đôi phút rồi sẽ tiếp tục thi đấu tiếp. Rồi, hai con bi mục tiêu, xin lỗi các bạn, là ba con bi mục tiêu cuối cùng. Tỷ số có lẽ là sẽ được quân bình hai đều thôi. Những con bi này thì không thể làm khó cô bên nhì được. Hai đều rồi thưa các bạn. Trận đấu giằng co ngay từ những rách thi đấu đầu tiên. Và sau 4 rách thi đấu thì điểm số được chia đôi. Vâng, và thưa các bạn thì hiện tại Web Thể Thao Shop đang có những sự kết hợp với Tecon Billiard Shop để đem tới cho những bạn khán giả những sản phẩm phụ kiện về bia chính hãng với mức giá ưu đãi. Và nếu như chúng ta muốn sắm sửa cho bản thân mình một sản phẩm nào đó, thì có thể quét mã QR hoặc liên hệ hotline và Zalo đang được hiển thị ở trên màn hình và có được cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quyền phá bi ở trong rack thi đấu thứ 5 sẽ thuộc về Kopinji. Rồi, bi mục tiêu số 1 đã rơi. Bi mục tiêu số 2 là chưa thể tấn công được. Nào, sẽ tiếp tục chạy đạn.
Vâng, không biết là có đường chạm tới bí mục tiêu số 2 qua khe 68 hay không? Có thể cho chúng ta một cái góc cam chính diện được hay không nhỉ? Mà cũng không cần, Maurice Nelson hướng đầu cơ về phía này chắc chắn là có đường rồi. Vâng, và lại một câu hỏi được đặt ra là lại có đường chạm tới bí mục tiêu số 2 qua khe 68 hay không đây? Vâng. Rồi, công ty chủ đang đứng lại ở vị trí cửa lỗ các bạn ạ. Giải đấu này thì không có sự góp mặt của cầu thủ Dương Vũ Hoàng các bạn nhé. Rồi, xử lý thành công bi mục tiêu số 2. Và có được vị trí thuận lợi cho bi mục tiêu số 3. Vâng, 4, 5, 6 có lẽ sẽ được đưa xuống cùng một lỗ thôi. Đó chính là lỗ góc bên tay phải của màn ảnh của chúng ta. Bốn cái tên góp mặt trong vòng bán kết bao gồm Copinji, Maurice Neuhausen, Carlo Biado và Jeffrey Roda các bạn nhé. Chúng ta còn hai đại diện tới từ Philippines sẽ gặp nhau ở trận bán kết 2. Các bạn nhìn cái đường điều từ 6 ra 7 của Maurice Neuhausen kìa. Rất thoát tay, rất hay. Vâng, quá đẹp các bạn ạ. Hai bi mục tiêu cuối cùng sẽ được đưa cùng xuống lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh của chúng ta. Và tỷ số sẽ được nâng lên là 3-2 dành cho Maurice Neuhausen.
Cô Minh Trung bị loại rồi các bạn ạ. Cô Minh Trung phải nhận thất bại trước Jeffrey Roda ở vòng tứ kết. Đây, chúng ta được xem lại tình huống điều từ 6 ra 7. Đây chắc chắn không phải là một tình huống may mắn khi mà Maurice Neuhausen đưa cái vào băng chứ không phải là vào mom. Tình huống vừa rồi con bi chủ nó không hề lắc mom các bạn ạ, thậm chí nó không không đi vào mom một chút nào luôn. Rock 6, Morris to break. 3-2. Rồi, rank thi đấu thứ 6. Và quyền về D3 lại thuộc về Maurice Neuhausen. Bám đuổi tỷ số cực kỳ sát sao và liên tục trao lại quyền phá cho nhau. Lần này thì bị mục tiêu số 1 không rơi. Và cũng không có thêm bị mục tiêu nào rơi cả. Vâng, một tình huống đầy an toàn tương đối cầu kỳ của cô Binji. Và Maurice Neuhausen có lẽ là đã nhường lại cái bài toán này dành cho cơ thủ người Đài Bắc Trung Hoa rồi. Vâng, thưa các bạn khán giả, là đây là nội dung 9 bi xếp cao các bạn nhé. Và nội dung này chúng ta sẽ không cần bếp. Hay, một tình huống thủ bi hay của cô Binji. Và có lẽ là Maurice Neuhausen sẽ cần sử dụng tới propel thôi. Vâng, quay về lấy propel rồi các bạn ạ. Nào, liệu có thành công đưa được biểu tiêu số 1 xuống lỗ hay không đây? Hoàn toàn có thể. Hoàn toàn có thể nghĩ tới việc sút T ăn con biểu tiêu số 1. Hơi thiếu một chút các bạn ạ. Vẫn vào hơi dày một chút. Chưa đủ để đưa con biểu tiêu số 1 xuống lỗ. Ừ, nhưng mà nếu vừa rồi mà một rơi xuống lỗ thì khả năng đi cái là cũng tương đối cao đấy các bạn ạ. Hiện tại thì chỉ còn mỗi cô Binji thôi. Còn cô Binh Trung thì đã dừng bước rồi các bạn ơi. Một tình huống thủ bi không tốt. Nếu như Maurice Neuhausen thực hiện thành công con bi mục tiêu số 1 này và đưa cái ra vị trí thuận lợi cho bi mục tiêu số 2 thì có lẽ là tình huống khó sẽ biến mất.
ở trong rack thi đấu này. Vâng, tiếp tục là một cú thủ vị tốt của Cobinji. Rồi vẫn sẽ có cái đường A băng quay mặt về phía thanh băng ngắn gần màn ảnh của chúng ta. Và cùng xem là Moritz Neuhausen sẽ A băng vào má nào. Ô, như vậy là vẫn có thể chạm được vào bình tiêu số 1. Hoặc là A được vào thành băng dài và cài thêm áp phê bên tay phải. Rồi, hợp lệ và gãy luôn hình ra rồi các bạn ạ. Vị trí này build số 1 là hoàn toàn có thể tấn công được dành cho Copinji rồi. Vâng, vẫn rất chắc. Vẫn là tình huống thủ bi. Rồi, một tình huống thủ bi không tốt. Không tốt của Moritz Neuhausen. Khi mà Copinji có thể chạm tới được con bình tiêu số 1 và tôi nghĩ là có thể ghép 1-4. Lắc lỗ mất rồi. Lắc lỗ mất rồi. Và cùng xem lại vị trí con bình tiêu số 1 hiện tại. Vâng, trong những tình huống điều bi mà có thể xảy ra va chạm giữa bi chủ với những con bi mục tiêu khác, hoặc là trong những tình huống điều bi khó, thì tôi thấy là Moritz Neuhausen hay đi ra và thực hiện những cái động tác positioning bằng tay, như kiểu anh đang vẽ ra một cái bản blueprint thôi các bạn. Một cái đặc điểm khá là hay của cầu thủ người Đức. Rồi, nhưng không biết là bây giờ thì anh vẽ ra cái gì đây. Một tình huống điều đuôi cho bi mục tiêu số 3 của Moritz Neuhausen. Và lắc lỗ. Nào, bi mục tiêu số 1 có thủ hay không? Nhưng mà với vị trí này, kể cả không còn đường riêng cho bi mục tiêu số 3 thì vẫn hoàn toàn có thể A băng và đưa được bi mục tiêu số 3 xuống lỗ dành cho Copinji. Từ 4 ra 5, tình huống tiếp theo dành cho cậu cả nhà cô.
Vâng, tiếp tục thủ bi cực kỳ chắc chắn các bạn ạ, cực kỳ chắc chắn. Chớm khó một tí thôi là thủ bi và một đường thủ bi tốt của cô Vinh Nhi. Rất hay. Bây giờ nếu như A bằng vào 4 thì sẽ gãi luôn 5-6 ra. Ồ, không hợp lệ à? Rồi, như vậy là quyền đặt bi trong tay cô Pinji. Và chúng ta cùng nhìn lại anh bi nào. Và vừa rồi nếu như các bạn có để ý, một vị khán giả trên khán đài cũng đã ngủ quên rồi các bạn ạ. Bởi vì là thế trận của chúng ta nó đang khá là chắc chắn. Và hai cơ thủ thì ưu tiên cái việc an toàn lên hàng đầu. Cho nên là thi đấu cực kỳ cẩn trọng. Nó không có sự phóng khoáng và quá cởi mở ở trong cái giai đoạn tính từ thời điểm đầu trận cho tới bây giờ. Mình hỏi không hợp lệ à, bởi vì là đang tranh thủ đọc comment của các bạn khán giả. Rồi, ba con bi mục tiêu cuối cùng và có lẽ tỷ số sẽ lại là 3 đều thôi. Và cùng chờ xem là đến giai đoạn nào thì mới có một cơ thủ bứt hẳn lên và bỏ lại đối thủ ở phía sau. Chính xác rồi, ngày hôm nay thì sẽ thi đấu trận chung kết luôn các bạn ạ. Giải của chúng ta được diễn ra trong 3 ngày. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật. 3 đều rồi. Khi mà những trận đấu của loạt trận bán kết kết thúc thì các cơ thủ sẽ tranh thủ nghỉ giải lao, nghỉ ngơi một chút thôi rồi sẽ bước vào trận chung kết luôn các bạn nhé. Còn giờ thì đến bây giờ nó sẽ không được xác định cụ thể bởi vì nó còn phụ thuộc vào tốc độ trận đấu bán kết nữa. Xong sớm thì đánh sớm và xong muộn thì đánh muộn. Cô Minh Trung thì thua rồi các bạn ạ. Cô Minh Trung tạm biệt giải đấu này rồi. Bằng một cú phá không đúng tia của cô Minh Nhi. Và ra một cái hình rất xấu, rất khó chịu.
Vâng, thành công xử lý được bình mục tiêu số 1, nhưng lại ra khó cho bình mục tiêu số 2. Boris Johnson sẽ vẫn có thể chạm tới bình mục tiêu số 2. Vâng, một cú thủ vi tốt của cầu thủ người Đức. Trong tất cả những trận đấu mà mình đã bình luận thì cảm thấy là trong giải đấu này có khá ít những cái tình huống phá và đi chấm. Không nhiều các bạn ạ, không nhiều. Vâng, bình mục tiêu số 2 có nguyên đường rồi. Và với cái hình bì hiện tại thì chúng ta còn một chút tình huống khó ở con bình mục tiêu số 5. Nói đúng hơn là tình huống 5-6. Thường thường là cứ đánh xong 3 break thi đấu, cứ sau mỗi 3 break thi đấu thì là nghỉ giải lao. Tuy nhiên là trong giải đấu này thì mình thấy là các cơ thủ giải lao không quá nhiều đâu ạ. Ô cái. Có một chút nhăn mặt nhẹ đến từ Moritz Neuhausen. Rồi một cái vị trí hơi khó chịu một chút cho con bi chủ. Không có vấn đề gì xảy ra cả. Hai con bi mục tiêu cuối cùng và sẽ lại là 4-3 dành cho cơ thủ người Đức. Bốn ba rồi. Trận đấu chúng ta đang diễn ra với một kịch bản tương đối là chắc chắn, một cái lối chơi chắc chắn đến từ cả hai cơ thủ. Và nó chưa có được những tình huống gì đó quá bất ngờ. Với cái tỷ số sát sao như thế này thì cả hai cơ thủ sẽ cực kỳ cẩn trọng và ưu tiên cái sự an toàn lên hàng đầu cho đến khi nào có khoảng cách được nới rộng hơn thì sẽ có một người tự tin hơn và sẽ đánh thoát tay ra rất nhiều. Trận đấu nó sẽ bắt đầu kịch tính hơn, đúng hơn là trận đấu nó sẽ bắt đầu cởi mở hơn thưa các bạn. Rồi, vừa nhìn thấy cô Minh Trung đi ra rồi lại đi vào. Không, đi sang phía bên phải của khán đài, bên kia hết chỗ mất. Chín. Ồ,
Bưu tiêu số 1 đã rơi rồi. Và lúc nãy thì còn bưu tiêu số 9 cũng đi tương đối gần tới lỗ giữa bên tay phải. Vâng, và đúng đỉnh. Nhưng mà có lẽ với hình bi này thì Maurice Neuhausen cũng chẳng cần 9 phải rơi xuống lỗ 10 đâu. Khi mà anh có được cho mình một cú phá rất tốt. Và hoàn toàn có thể nghĩ tới việc đi chấm. Rồi, hơi vướng víu một chút các bạn ạ, hơi với một chút. Đặt cầu ngọn hơi dài. Trận đấu này là trận đấu thuộc vòng bán kết rồi các bạn ạ. Chúng ta còn một trận bán kết nữa được diễn ra với sự góp mặt của Carlo Biado và Jeffrey Roda. Hai cầu thủ đến từ Philippines. Cầu thủ Đặng Thành Kiên cũng đã phải dừng chân ở giải đấu lần này rồi các bạn nhé. Như vậy là Maurice Neuhausen quyết định là chọn lỗ góc phía xa bên tay trái chứ không phải là lỗ giữa. Rồi chủ động lấy một cái má vách cho mình tiêu số 7 để đánh dựng một băng lên sẽ có 8. Rất chính xác và 5-3 dành cho Maurice Neuhausen. Bây giờ thì khoảng cách nó đã là 2 ván rồi đây thưa các bạn. Công bằng mà nói thì ở những rack thi đấu đầu tiên, Kopinji thi đấu chưa phải là quá xuất sắc. Khi mà sự ổn định trong những cú phá của anh là chưa cao. Có những rack phá ăn nhưng có những rack phá ra hình rất xấu. Và anh chưa đi được chấm nào cả. Rock 9, Morris to break. 5-2-3. Vâng, chúng ta sẽ đến rack thi đấu thứ 9 và quyền phá bi thuộc về Maurice Neuhausen. Tỷ số này thì vẫn chưa nói được điều gì cả. Tuy nhiên là chúng ta rất mong chờ sự cởi mở hơn trong game đấu này, ở trong những rack thi đấu tiếp theo. Rồi lại một cú phá rất hay của Morris các bạn ạ. Có hết hình hay không đây? Bị mục tiêu số 1 và bị mục tiêu...
Số 6. Hai con bi mục tiêu đã được đưa xuống lỗ. Hơi rung rinh nhẹ ở vị trí bi mục tiêu số 2. Nhưng mà không sao cả, không có điều gì bất ngờ xảy ra. Là một tình huống cắm nhân cái về. Ép nhẹ một băng ra 5 cùng lỗ. Và má nào của bi mục tiêu số 5 cũng sẽ là ổn thôi. Thậm chí là kể cả có thẳng thì trô về cũng được. Rất hay. Rồi, thế này chơi trực tiếp về và kết thúc con bi mục tiêu số 9 và lỗ góc bên tay phải cùng lỗ với con 7 vừa rồi. Tỷ số được nâng lên là 6-3 dành cho Maurice Nielhausen. Rất nhanh, rất nguy hiểm được các bạn. Ok, khoảng cách bây giờ đang là 3 ván. Và đây rồi, Copinji đã xin nghỉ giải lao. Rồi, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong đôi phút trước khi bước vào những rack thi đấu tiếp theo trong trận đấu này nhé. Lushan is located in the northern part of Jiangxi province, to the north of the Yangtze River and the south of the Boyang Lake. UNESCO World Heritage experts evaluate it as one of the birthplace of Chinese civilization. It is a UNESCO World Heritage Site and a UNESCO Global Geopark, a 5A scenic area in China, one of the top 10 famous mountains in China, next spots such as Hanpo Pass, Ulaofeng Peak, Three Steps Waterfall, Ruching Lake, Xiufeng Waterfall, Guilin Transplant make people linger. Guilin and the Mountain Lushan became a summer resort in China. Mountain Lushan, a wonderful place in the world. Unveiling CPBA Factory, the heartbeat of billiard innovation. Our high-end, state-of-the-art machines sculpt excellence into every details. Immerse yourself in the symphony of precision and witness the game-changing craftsmanship that defines CPBA. CPBA Factory, where we produce high-end quality cloth, a testament to the love professional billiard players deserve. Visit our official website at cpbabrand.com. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu thôi. Rack thi đấu tiếp theo và Maurice Nielhausen sẽ là người tiếp tục giành được quyền phá. Tỷ số bây giờ đang là 6-3 nghiêng về cơ thủ người Đức. Rack thi đấu thứ 10 các bạn ạ. Vâng, bị mục tiêu số 1 đã rơi, thêm cả 4 và 7 nữa. Nhưng lần này thì đáng tiếc cho Maurice Nielhausen.
khi mà bi mục tiêu số 2 của anh ấy lại đang ở vị trí không thể chạm tới và sẽ chưa thể có thêm được một chấm nữa rồi. Và như chúng ta thấy, Morris vừa mới quay ra bảo trọng tài là push. Nào, cùng chờ xem là cơ thủ người Đức sẽ đưa con bi chủ ra đâu đây. Ừ, con này thì tôi nghĩ là nhường lại được. Không biết là có thể chạm tới bi mục tiêu số 2 hay không. Hay là chỉ có thể A băng được thôi. Nếu như mà không chạm được vào 2 thì nhường lại cũng được. Vâng, và Kubinyi đã nhường lại rồi. Nào, cùng xem là Morris sẽ làm cái bài toán mà anh ấy vừa tự tạo ra. Ồ, vậy là vẫn có thể chạm được tới 2. Hai, như vậy là hoàn toàn có ý đồ rất rõ trước khi thực hiện một cú push out. Phải nói là rất chi tiết các bạn ạ, để hở ra một cái má mỏng cho bi mục tiêu số 2 nhưng đủ để thực hiện nó và tạo ra một tình huống khó cho Kubinyi. Nhưng tình huống đáp trả vừa rồi của Kubinyi cũng là xuất sắc. Ừ, không đuôi. Vâng, như vậy là không đuôi. Đường vẫn còn rộng. Rồi, cơ thủ người là Bắc Trung Hoa đang hướng về thành băng ngắn phía xa kia và sẽ A băng ngược lại. Thành công chạm tới bi mục tiêu số 2 rồi. Bây giờ bi mục tiêu số 2 tôi nghĩ là có thể chạm tới. Nhưng sau tình huống A băng vừa rồi của Kubinyi thì con bi mục tiêu số 6 nó lại đi ra vị trí cửa lỗ góc phía xa bên tay trái và che mất đường ăn, che mất đường vào lỗ cho bi mục tiêu số 2. Có lẽ là Morris Nelson vẫn chưa thể tấn công được ở trong tình huống bi này. Vâng, đã đến lúc dừng lại và suy nghĩ, gọi thêm cả extension nữa. Không biết là anh ấy sẽ thủ bi như thế nào đây. Đó, lại vẽ thôi các bạn ạ. Không thành công rồi. Như vậy là một tình huống thủ bi không tốt của Morris Nelson. Hay nói đúng hơn là anh ấy không thực hiện được đúng mọi thứ theo kế hoạch của mình. Rồi đây sẽ là cơ hội dành cho Kubinyi đây. Seconds.
Vâng, như vậy là ghép 38 thành công và có được bi mục tiêu số 3 ở vị trí thuận lợi. 59 không biết là có khuôn hay không. Không biết là cô Bình Nhi sẽ điều để ghép 59 hay là điều đường riêng cho bi mục tiêu số 5 và cùng lỗ của bi mục tiêu số 3. Ủa, như vậy là điều vào lỗ giữa bên phía tay trái. Thực ra là cũng chả cần phải ghép. Vâng, tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 4-6 thành cho Kubinji. Ở trong rack thi đấu vừa rồi thì Maurice Nelson đã mắc sai lầm trong tình huống thủ bi ở con bi mục tiêu số 2 và đưa nó ra vị trí cửa lỗ dành cho Kubinji. Như vậy là đủ để anh cả nhà cô có thể vào bàn và dọn dẹp sạch sẽ những bi mục tiêu còn lại, lấy được cho mình điểm số thứ 4 và cũng lấy được cho mình cái quyền phá bi ở trong rack thi đấu thứ 11. Rock 11, coming in to break. 4, 2, 6. Rồi, lần này chúng ta cùng chờ xem là liệu Kobinji có được một cú phá tốt hay không. Vâng, bi mục tiêu số 1 vẫn chưa rơi nhưng mà vừa rồi thì có bi mục tiêu số 5 được đưa xuống lỗ các bạn ạ. Sẽ tiếp tục phải push out thôi. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trong cái game đấu này thì cô Bình Nhi chưa đi được một chấm nào cả. Đúng rồi, hôm nay giải đấu sẽ kết thúc nha các bạn nhé. Bán kết và chung kết sẽ được diễn ra trong ngày hôm nay luôn. Ồ, như vậy là còn nguyên đường để có thể chạm tới bi mục tiêu số 1 qua khe 69. Và cô Bình Nhi có được cho mình một tình huống thủ bi tốt. Cho cái mắc kẹt ở trong cái cụm tam giác 697. Không biết là tín hiệu trọng tài vừa rồi báo con bi mục tiêu số 1 đã côn chưa. Nhìn thấy Maurice Norton xòe tay ra có lẽ là bảo chưa các bạn ạ. Cái rồi. Một tình huống A băng rất nhẹ với mục đích là có thể A giữa mặt bi mục tiêu số 1 để giữ con 1 ở vị trí đó, nhưng mà lại bị vào má mỏng và đã đưa cái xuống lỗ sau khi va chạm với bi mục tiêu số 1.
Con một dính băng với không dính băng thì câu chuyện nó sẽ khác nhau. Và theo như chúng ta biết thì luật là sau khi bi chủ va chạm với bi mục tiêu thì cần có ít nhất một bi chạm băng. Nếu như vừa rồi con bi mục tiêu số 1 nó dính băng rồi, và sau khi cái tiếp xúc với con bi mục tiêu số 1 không có thêm bi nào chạm băng nữa thì nó sẽ là một tình huống lỗi. Còn nếu như con 1 chưa dính băng thì nó lại là vấn đề khác. Bây giờ thì còn lại 4 con bi mục tiêu cuối cùng dành cho cô Pinji để anh ấy có thể có được điểm số thứ 5. Cô Vinny thì chắc chắn là không còn ở cái thời điểm phong độ đỉnh cao nhất của anh ấy nữa rồi, nhưng vẫn luôn là một cầu thủ đẳng cấp top đầu và vẫn được đánh giá là ứng cử viên vô địch trong những giải đấu lớn, một trong những ứng cử viên vô địch. Dù sao thì cô Vinny cũng đã đứng ở trên đỉnh cao rất lâu rồi thưa các bạn. Tell Kobe to break 5-6. Vâng, 6 năm rồi, khoảng cách còn một ván thôi. Và bây giờ quyền phá bi quay trở lại với Kobe Nhi. Về mặt cá nhân thì mình là một fan hâm mộ của Kobe Nhi. Nhưng mà trước khi trận đấu này diễn ra thì mình lại hơi linh cảm một chút là Morris Nielsen sẽ giành được chiến thắng. Nó chỉ là cảm tính cá nhân thôi, bởi vì là được bình luận trận đấu trước của cầu thủ người Đức thì thấy anh ấy đánh phải nói là cực kỳ tròn trịa các bạn ạ. Rất tròn trịa, từ công lẫn thủ và cái nhịp độ thi đấu, cảm giác thi đấu phải nói là rất tốt. Vâng, bi mục tiêu số 3 đã rơi. Bi mục tiêu số 1 có đường riêng, một cú phá ra hình của cầu thủ người Đài Bắc Trung Hoa. Vâng, rất hay. Một tình huống đẩy áp phê 2 băng, đưa cái về tận chân công trình cho bi mục tiêu số 2.
Vừa rồi thì con bi chủ có một chút va chạm nhẹ với bi mục tiêu số 6. Mà không sao, cái má này vẫn là một cái má rất đẹp. Cô Binh Trung bị loại rồi các bạn ạ. Cô Binh Trung thì hiện tại đang ngồi trên khán đài và với vai trò một vị khán giả xem anh trai mình thi đấu. Ồ, hơi có tay một chút. Hơi vướng víu một chút với vị trí của bi mục tiêu số 6. Và cô Binh Đi là một người phải nói là cực kỳ cẩn thận và kỹ tính. Cho nên là cứ cái gì mà anh ấy cảm thấy hơi gượng nghịu một chút là anh sẽ làm đi làm lại, trông như cái việc vào bộ vừa rồi chúng ta thấy hơi nhấp nhổm một chút. Rồi, đã có những sai số trong đường điều bi từ 5 ra 6 của cô Binh. Và bây giờ con bi mục tiêu số 6 nó đang ở một cái má hơi lưỡng, hơi lửng lơ một chút. Nào, có làm được hay không đây? Có sửa được hay không đây? Đang trên cái đà tương đối là hưng phấn. Khi mà hoàn toàn có cơ hội để khuôn bình tỷ số với đối thủ thì lại gặp phải một tình huống như thế này, nó sẽ có đôi chút ảnh hưởng tới tâm lý. Và quan trọng là có vượt qua được hay không. Như vậy là làm được rồi, rất hay. Xử lý thành công bi mục tiêu số 6 rồi. Và lại đẹp cho bi mục tiêu số 7. Một tình huống sửa sai tốt tới từ cô Binh Nhi. Rất hay các bạn ạ, 6 đều rồi. Ở đó cái thời điểm đầu hai cơ thủ cứ cách nhau một ván thì lại có một người gỡ hòa, cho nên là nó rất làng nhàng. Và đến cái thời điểm như thế này nó mới hay, khi mà có một người bứt lên rồi người kia sẽ bám đuổi, nhưng sự bám đuổi đấy nó có khoảng cách thì nó sẽ tạo ra được những cái phần thể hiện cá nhân nhiều hơn dành cho cả hai cơ thủ. Và vừa rồi thì Maurice Nielsen lại là người xin nghỉ giải lao. Rồi, chúng ta cùng xem TVC nhé. UNESCO World Heritage experts evaluate it as one of the birthplace of Chinese civilization. It is a UNESCO World Heritage site and a UNESCO Global Geopark, a 5A scenic area in China, one of the top 10 famous mountains in China. Next spots such as Hanpo Pass, Wulaofeng Peak, Three Steps Waterfall, Ruching Lake, Silver Waterfall, Gulen Transfrain make people linger. Gulen and the Mountain Lushan became a summer resort in China. Mountain Lushan, a wonderful place in the world. Unveiling CPBA Factory, the heartbeat of billiard innovation. Our high-end, state-of-the-art machines sculpt excellence into every detail. Immerse yourself in the symphony of precision and witness the game-changing craftsmanship that defines CPBA. CPBA Factory, where we produce high-end quality cloth, a testament to the love professional billiard players deserve. Visit our official website at cpbabrand.com. Thank you.
Rồi chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu nào các bạn ơi. Vâng, trượt tóe loe rồi. Xử lý không thành công con bi mục tiêu số 2. Và một tình huống đẩy cú áp phê đã vào mỏng bi mục tiêu số 2 mất rồi. Và bây giờ thì bi mục tiêu số 2 được nhường lại cho Moritz Neuhausen. Vị trí này hoàn toàn có thể tấn công được. Gì vậy? Vâng, bạn nổ bi các bạn ạ. Khi mà tôi còn đang chú ý vào cái cuộc tranh luận của những bạn khán giả ở trong kênh chat. Một cuộc tranh luận cũng tương đối là thú vị. Quay lên đã thấy con bi chủ biến mất. 10 seconds. Yes, sure. Đây là vòng bán kết rồi các bạn ơi. Trận đấu bán kết 1. Vâng, gãi thành công bi 6 ra khỏi bi mục tiêu số 3. Nào, nhưng bây giờ thì cái đang côn băng và má này thì không phải là má thuận đưa cái về vị trí đẹp cho bi mục tiêu số 4. Cùng xem là Kopini sẽ xử lý sao đây. Má này thì khả năng có thể gãi được 6-9 ra đấy. Nhưng quan trọng là nó có ra đẹp cho 4 hay không. Vâng, hay, xử lý rất hay các bạn ạ. Một tình huống đẩy chắc tay để con bi chủ nó có thể văng nhiều hơn và nó không va chạm trực tiếp vào con bi mục tiêu số 4, nó chạm vào băng trước. Rồi sau đó, xin lỗi các bạn, là con bi mục tiêu số 6. Nó chạm vào băng trước rồi nó mới quệt má 6 và gãi được 6 9 ra và vẫn có được một vị trí thuận lợi cho bi mục tiêu số 4. Vâng, bắt đầu đến cái thời điểm trận đấu mà nó bắt đầu căng thẳng rồi. Và Kopindi cũng đã vút gậy nhiều hơn. Vâng, 3 bi mục tiêu cuối cùng. Nào, lấy má này điều từ 8 về 9 thôi. Có thẳng quá không nhỉ? Khi mà có bi mục tiêu số 9, bây giờ nó đang đứng ở gần như là ở giữa thành băng ngắn ngay mà này chúng ta các bạn ạ. Và má như thế này trô thẳng về, không biết là nó có ra đẹp có 9 không. Hoặc là có tính tới cái việc là trô về và va chạm với má mỏng bi mục tiêu số 9 để ra đẹp hay không.
Nào, như thế nào đây? Đó, và ok, đã tính tới việc va chạm với con bi mục tiêu số 9. 2, 7, 6. Kobe, you Kobeni đã có được cho mình 4 điểm số liên tục sau 4 rack thi đấu gần nhất để vươn lên dẫn với tỷ số là 7-6. Forten coming to break 7-6. Và đây là rack thi đấu thứ 14 thôi các bạn. Chúng ta cùng đến với cú phá tiếp theo của Binji. Vâng, bi mục tiêu số 1 đã rơi rồi. Nhưng lại không có đường chạm cho bi mục tiêu số 2. Dù hình bi ở trên bàn đang là khá tơi. Trong những rack thi đấu gần đây thì Binji bắt đầu có lẽ là ổn định hơn với những cú phá của mình. Ồ, như vậy là vẫn có thể chạm mỏng được bi mục tiêu số 2 chăng? Vâng, như vậy là anh ấy định chém bi mục tiêu số 2 vào lỗ giữa bên tay phải các bạn ạ. Đang dẫn mà, với cả là cũng đang vào tay nữa cho nên là rất tự tin. Vâng, xin chào hơn 4.500 anh em đang đồng hành cùng mình. Chúc mọi người một buổi chiều cuối tuần vui vẻ nhé. Chào bạn 2682 Quang. Rồi, đánh con hai đấy là biết bay rồi. Nào bây giờ thì phải hạ cánh thôi. 10 seconds. Nào, tình huống điều thứ 4 về 5 của Moritz Neuhausen. Một cái má không phải là quá đẹp dành cho cơ thủ người Đức. Vâng, xin chào bạn khán giả Đinh Viết Dũng. Ra như thế này thì vẫn đang phải sửa các bạn ạ. Vẫn đang phải sửa. Tension call. Vâng, xin chào bạn khán giả Có Thành nhé. Chào mọi người. Nào, có thực hiện thành công bi mục tiêu số 5 hay không đây ạ? Vâng, rất chắc. Chớm khó một tí là đạn luôn các bạn ạ.
cực kỳ chắc. Phải nói là Maurice Neuhausen là một cơ thủ cực kỳ kỷ luật và cực kỳ tỉnh táo đấy các bạn ạ, cực kỳ tỉnh táo. Và cái quyết định vừa rồi của anh là một quyết định nó quá hợp lý đấy chứ ạ. Thủ đuôi rồi, bắt cho đối thủ phải sút tê là thành công rồi. Vâng, và bây giờ thì bi mục tiêu số 5 đã có nguyên đường dành cho Maurice Neuhausen. Seconds. Five. Rất hay, cú kéo hai băng rất hay của Maurice Neuhausen. Một cú kéo khoảng cách rất xa, rất chính xác. Má này cũng là má đẹp luôn. Đẩy một băng ra điều 7 vào lỗ góc gần màn ảnh của chúng ta. Và có lẽ thì số sẽ được khuôn bình là 7 đều rồi các bạn ạ. Như vậy chỉ là một đường cơ hơi mang tính phiêu lưu, hơi mang tính cá nhân một chút của Binh Di ở bình mục tiêu số 2 đã khiến cho cơ thủ người Đài Bắc Trung Hoa đánh rơi một điểm số. Vâng, xin cảm ơn mọi khán giả Đinh Viết Dũng rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, 7 đều rồi. Vâng, và đến hẹn lại lên thì web thể thao đang có những cái sự kết hợp với Tacon Billiard Shop để có thể đem tới cho các bạn khán giả, những người hâm mộ bia, những sản phẩm bia chất lượng với mức giá ưu đãi. Và chúng ta hoàn toàn có thể quét mã QR hoặc liên hệ hotline cũng như là Zalo đang được hiển thị trên màn hình để có được cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa hai cơ thủ người Philippines, Carlo Biado và Jeffrey Roda các bạn nhé. Hai cơ thủ đều đến từ Lò Ma Boys. Rock 15, Morris to break, 7-7. Bây giờ thì cú phá lại quay trở lại với Maurice Neuhausen. Vâng, một cú phá mà bị mục tiêu số 1 không được đưa xuống lỗ giữa nhưng đã có bị mục tiêu số 8 được đưa xuống lỗ góc bên tay trái gần màn ảnh của chúng ta. Và còn bị mục tiêu số 1 bây giờ đang ở một vị trí thuận lợi để có thể tấn công được dành cho Maurice Neuhausen. Và cùng xem nào, một hình bi đẹp thưa các bạn. Một hình bi đẹp dành cho cơ thủ người Đức. Có lẽ là tình huống cần cẩn thận, cần chi tiết trong tình huống này chính là mở má từ 2 ra 3 và sau đó là điều từ 3 về 4. Cái đường cúp áp phê thì không còn nữa rồi do 7 nó che mất. Nào, mở má để rút từ 3 về 4 thôi. 10 seconds.
Vâng, như vậy là chủ động lấy một cái má rộng để có thể thực hiện một cú quá phê 3 băng với 4. Đã có sai số xảy ra rồi thưa các bạn. Thực sự là trong hai trận đấu liên tục mình bình luận đều có Moritz Neuhausen, thì đây là con bi đầu tiên mà anh ấy đánh hỏng. Một cái má hơi khó chịu một chút cho bi mục tiêu số 4, và con cái thì đứng gần băng. Và cú đẩy áp phê còng đã khiến cho bi mục tiêu số 4 đi lắc lỗ. Cơ hội được quay trở lại dành cho cô Binh. Gậy cô Binh à? Đấy là gậy custom riêng của anh ấy, được làm bởi hãng Zenq. Cây gậy có giá trị 30.000 đô. Shane hình như bây giờ anh ấy chuyển sang gậy phá rồi các bạn ạ. Shane hồi trước dùng cái gậy của anh ấy để đánh, bởi vì là theo thông tin mình biết thì Shane chia sẻ rằng anh không thích cái đầu tẩy cứng của đầu tẩy phá, mà anh thích phá bằng cái đầu tẩy mềm. Và bây giờ thì mình nhớ có một thời gian là hình như Shane chuyển sang gậy phá, nhưng mà thay đầu tẩy mềm vào đấy để phá. Nghìn đô thì nó tương đương với khoảng tầm 750 triệu bây giờ các bạn ạ. Giá tiền cây gậy đánh của cô Binji khoảng tầm 750 triệu Việt Nam đồng. Coming into break 8-7. Trận đấu chung kết sẽ được diễn ra sau khi hai trận đấu bán kết khép lại các bạn nhé. Có lẽ là hai trận đấu bán kết khép lại xong thì các cầu thủ sẽ nghỉ giải lao một chút rồi sẽ bước vào trận chung kết thôi. Còn giờ giấc cụ thể thì đến bây giờ cũng khó nói, còn tùy thuộc xem là hai trận đấu bán kết nhanh hay chậm nữa. Vâng, bi mục tiêu số 1 đã mất rồi, nhưng bi mục tiêu số 2 vẫn đang ở vị trí khó. Nào, xem Yi sẽ làm gì với bi mục tiêu số 2 này đây.
Vâng, một tình huống thủ bi ổn của cô Vinh. Anh ấy đo được cái đường A băng vào 2 và A gần như là nguyên mặt để có thể giữ cái được ở ngay sát thành băng ngắn cái màn ảnh của chúng ta. 2 thì được gót lên phía xa kia. seconds. Tension call. Năm nay không có lịch World Cup ở pool bởi vì bây giờ vẫn chưa có lịch thôi. Có lẽ là World Cup ở pool 2024 sẽ không được diễn ra các bạn ạ. Không có World Cup ở pool năm nay. Hay quá, như vậy là đã dám tấn công. Lần này thì Morris Norton không còn thủ nữa. Một phần là bởi vì cái đường tấn công bi mục tiêu số 2 thành công thì cái nó sẽ ra được bi mục tiêu số 3 ổn. Một cú đẩy trơn. Vâng, như vậy là thử tay thành công các bạn ạ. Rồi những vị trí bi mục tiêu còn lại trên bàn đang là quá thuận lợi dành cho Morris Neuhausen rồi. Cơ hội để cầu thủ người Đức có thể quân bình 8 đều. Vâng, như vậy là 8 đều rồi. Rất hay. Và trận đấu của chúng ta bây giờ nó lại bước vào cái loạt giằng co y như thời điểm khởi đầu. Nhưng bây giờ thì nó đã là giai đoạn nước rút rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái game đấu nó kịch tính hơn. Và chúng ta có thể thấy rõ được sự căng thẳng đến nhiều hơn rất nhiều dành cho hai cơ thủ. Và nó được thể hiện qua gương mặt luôn. Sent Morris to break 8-2-8. Vâng, đây là rack thi đấu thứ 17. Cú phá bi của Morris Neuhausen có gì rơi hay không đây? Vâng, như vậy là không có bi mục tiêu nào được đưa xuống lỗ cả. Cú drive break. Con bi mục tiêu số 1 vẫn đang ở vị trí khó dành cho Copinji.
Vâng, một tình huống thủ bi hay của Kubinji. Một tình huống vào thẳng mặt với mục tiêu số 1. Cần nó chạy 3 băng về phía dưới này và thủ 6-8. Rất hay. Seconds. Five. Four. Vâng, Moritz Neuhausen có được cho mình một tình huống A băng hợp lệ cho bi mục tiêu số 1. Bi mục tiêu số 1 có đường riêng vào lỗ góc phía xa bên tay trái. Nhưng mà nó đang đứng khá gần cửa lỗ giữa. Giữ mỏng các bạn ạ. Một cú chém giữ mỏng bị mục tiêu số 1 của Kobinji. Cùng chờ xem nào. Rồi, tình huống điều chi tiết từ 2 ra 3. Và trên bàn thì chúng ta vẫn còn tình huống ở cụm 6-7. Vâng, xử lý thành công mục tiêu số 3 rồi. Chúng ta đang dừng lại tình huống bản lề. Tình huống mở má từ 4 ra 5. Và sau đó là từ 5 xử lý mục tiêu số 6. Ê, gì đây? Với cái góc cam vừa rồi chúng ta có thể thấy được là hơi lả một chút xíu các bạn ạ. Và thêm một xíu lực nữa thôi thì Moritz Neuhausen đã trô thẳng cái về lỗ góc phía xa. Rất hay. Rồi, nhưng mà làm gì với mục tiêu số 6 đây? Vâng, như vậy là hai cơ thủ sẽ tiếp tục đánh cờ trong tình huống mục tiêu số 6. Vừa rồi thì mình có đọc được một cái comment của một bạn khán giả có nói là Moritz Neuhausen trông hơi giống một tài tử điện ảnh nào đấy. Cũng ngờ ngợ. Và bây giờ thì mình nhận ra rồi. Có lẽ là trông có nét tương đồng với Jake Gyllenhaal, một diễn viên người Anh. Vâng, Moritz Neuhausen đi ra và gãi đầu các bạn ạ. Một tình huống đỡ đạn tốt của Kobinji. Đến bây giờ thì có lẽ là cả hai cơ thủ sẽ làm khó nhau trong việc tấn công thôi. Rất khó để có thể bắt đuôi chi tiết được.
Tôi vừa nói xong thì Maurice Nelson có được một tình huống thủ bi rất tốt. Vừa vặn đưa được con bi chủ ra sau lưng con bi mục tiêu số 8. Nhưng khoảng cách này là đủ để thực hiện một cú sút tê. Và chúng ta cùng chờ xem là có khoảnh khắc ngôi sao dành cho Kobinji hay không. Rất hay rồi các bạn. Một lời đáp trả cực kỳ đánh thép của Kobinji dành cho Maurice Nielsen sau một tình huống thủ uy rất tốt. Thì là một tình huống sút tê có thể nói là chuẩn mực. Thành công đưa được bi mục tiêu số 6 xuống lỗ. Như vậy là cái bài toán khó Maurice Nielsen đặt ra đã được Kobinji giải một cách gọn gàng. Hai bi mục tiêu cuối cùng. Vâng, và có lẽ là điểm số thứ 9 sẽ được dành cho Kobinji thôi. Những trận đấu thuộc vòng bán kết sẽ thi đấu chạm 11. Rồi, đây là trận đấu bán kết thứ hai thì diễn ra giữa Jeffrey Roda và Carlo Biado. Tỷ số cũng đang rất cân bằng, 8 đều. Một cuộc đại chiến của hai cơ thủ Philippines. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với trận đấu đang được diễn ra trên màn ảnh. Tỷ số bây giờ đang là 9-8. Kobinji đang là người có lợi thế dẫn trước. Và cũng sẽ là người có được quyền phá ở trong rack thi đấu thứ 18. Bi mục tiêu số 1 đã rơi. Bi mục tiêu số 2 ở vị trí có thể tấn công được bằng một cú phá ra hình của Kobinji. Một cú phá tốt và cùng chờ xem là cơ thủ người Đài Bắc Trung Hoa có thể lấy được điểm hưu cho mình sau khi rack thi đấu này kết thúc hay không. Rồi bây giờ câu chuyện là lấy được một cái má đẹp nhất để điều từ 3 ra 4, sau đó từ 4 về 5. Đến tầm này thì Kobinji rất kỹ rồi các bạn ạ. Một cái phong thái, một cái phong cách quen thuộc của Kobinji và Kobinji Chung.
Vâng, sẽ phải lấy nối. Sau khi hai trận đấu bán kết được kết thúc thì có lẽ là sẽ nghỉ ngơi đôi phút rồi sẽ thi đấu chung kết luôn các bạn nhé. Má rất đẹp rồi. Cô Minh Trung thì đã dừng chân ở vòng đấu tứ kết các bạn ạ. Cô Minh Trung thua Jeffrey Roda với tỷ số là 18-10. Trận bán kết còn lại là cuộc đụng độ giữa Carlo Biado và Jeffrey Roda. Rất hay. Rồi, một cú nhấn và ăn chín cùng lỗ. Hai con bi mục tiêu cuối cùng. Vâng, và tỷ số được nâng lên là 18 dành cho cục Pinji. Và cơ thủ người Đài Bắc Trung Hoa đã có được cho mình điểm hưu rồi các bạn ạ. Sau khi bị Maurice Nelson vươn lên dẫn trước và tạo ra cách biệt là 3 ván thi đấu thì bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của một cơ thủ đẳng cấp, Copinji đã có được cho mình những cái rack thi đấu thực sự là quá thuyết phục. Và bây giờ thì anh ấy đã có được cho mình điểm hưu rồi. Cú phá tiếp theo thuộc về Copinji và chúng ta cùng chờ xem liệu có còn cơ hội dành cho Maurice Nielsen sau khi rack thi đấu này kết thúc hay không. Vâng, bi mục tiêu số 1 đã rơi. Và chúng ta cùng chờ xem. Bi mục tiêu số 2 sẽ có nguyên đường. Nguyên đường cho bi mục tiêu số 2 để có thể hướng nó vào lỗ góc bên tay trái gần màn ảnh của chúng ta. Thank you.
Còn mục tiêu số 2 này là chưa dễ dàng. Cùng chờ xem là cô Bingy sẽ thực hiện nó như thế nào đây. Vâng, như vậy là đã có va chạm giữa con bi chủ với con bi mục tiêu số 9. Ra như thế này cho bi mục tiêu số 3 là chưa phải đơn giản. Một rank thi đấu vẫn còn nhiều thứ phải xử lý cẩn thận và chi tiết. Ồ, bi mục tiêu số 3 vừa rồi tôi nghĩ là không còn đường vào lỗ góc phía xa bên tay trái các bạn ạ. Nhưng mà cô Pinji thì nghĩ là còn. Nỗ lực không thành công trong việc tấn công con bi mục tiêu số 3. Rồi, tôi nghĩ là con đó của Bindi sẽ đổ lỗ 10 cơ, nhưng mà không. Rồi, chúng ta cùng chờ đợi tình huống mở má từ 5 ra 6, sau đó từ 6 ra 7. Nào, từ 6 ra 7 và từ 7 ra 8. Rồi, có lẽ đây là cái má đẹp nhất để điều về 8 rồi. Và ra đến thế này thì có lẽ là tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 19 dành cho Maurice Nielsen mà thôi. Vâng, như vậy là việc mắc sai lầm của con bi mục tiêu số 3 đã khiến cho cô Bindi chưa thể có được chiến thắng chung cuộc sau rách thi đấu này. Và khoảng cách bây giờ là một ván. Maurice Nielsen sẽ là người giành được quyền phá ở trong rách thi đấu tiếp theo. Cơ hội là vẫn còn nguyên cho cả hai cơ thủ. Và trận đấu này thì Jeffrey Roda đang dẫn trước Carlo Biado với tỷ số 18 các bạn ạ. Vâng, chúng ta cùng đến với rank thi đấu thứ 20. Và người phá bi là Maurice Nielsen. Cùng chờ xem là kịch bản gì sẽ xảy ra. Chiến thắng dành cho Kopinji hay sẽ là hưu hưu. Bi mục tiêu số 1 đã rơi. Bi mục tiêu số 2 là có thể chạm tới. Và có lẽ là vẫn còn đường lỗ giữa. Vâng, như vậy là ở trận đấu bán kết thứ 2 thì chúng ta đã tìm ra được người giành được chiến thắng. Đó chính là Jeffrey Roda sau một tình huống có lẽ là ăn rùa bi mục tiêu số 9 các bạn ạ.
rất nhanh chóng. Rồi, chúng ta đã tìm được một cái tên bước chân vào chung kết. Đó chính là Jeffrey Roda. Và cái tên thứ hai sẽ được chọn ra sau khi trận đấu này kết thúc. Nào, một con bí khó dành cho cô Binh Nhi và cùng xem cái cách cơ thủ người Đài Bắc Trung Hoa sẽ thủ lại. Vâng, như vậy là một tình huống để con bi chủ với con bi mục tiêu số 3 vào nhau hai lần các bạn ạ. Một cú double kiss và đưa mục tiêu số 3, đưa con bi mục tiêu số 3 ra vị trí thuận lợi dành cho Moritz Neuhausen. Rồi, lấy má từ 5 ra 6 điều về 7. Vâng, tình huống thứ 6 ra 7 sẽ là tình huống chìa khóa trong rách thi đấu này. Một cục cúp hai băng và ra 7 rất đẹp. Ra đến đây thì có lẽ là tỷ số trận đấu sẽ được quân bình 10 đều thôi các bạn ơi. Trận đấu thực sự là rất hay. Rất hay. Và hai cơ thủ đã bước qua 20 rách thi đấu để bước vào rách thi đấu chắc chắn là cuối cùng. Vâng, một cái bắt tay. Xứng đáng là một trận bán kết cực kỳ hấp dẫn các bạn ạ. Rách thi đấu cuối này thì tôi muốn một kịch bản là đánh cờ đi. Phá ra một cái hình gì đó cho nó thủ một tí, xong rồi đánh cờ. Xong rồi tự dưng sẽ có một cơ thủ làm được một cái highlight gì đó khiến chúng ta phải ồ lên. Như vậy nó mới sướng các bạn ạ. Vâng, mái tóc rất bồng bềnh của Moritz Neuhausen. Chúng ta cùng bước vào cú phá của cơ thủ người Đức ở trong rách thi đấu thứ 21. Bi mục tiêu số 1 đã rơi. Và bi mục tiêu số 2 là có đường riêng, một cú phá ra hình, một hình bi mở dành cho Moritz Neuhausen. Và chúng ta cùng chờ xem liệu rằng cơ thủ người Đức có thể thành công đi chấm hay không đây. Hai thì gần 3. Và đường ra 4 cũng là tương đối ok. 4 thì lại gần 5. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ ngồi đây và từ từ xem Moritz Neuhausen đưa từng con bi mục tiêu xuống lỗ.
Ôi, vâng, như vậy là con bi mục tiêu số 3 của Maurice Neuhausen nó cũng giống như con bi mục tiêu số 3 của cô Pindy ở trong rack thi đấu trước các bạn ạ. Nhưng mà lần này thì không phải là hết đường, mà lần này là Maurice Neuhausen bắn trượt. Sao lại bắn trượt được con bi mục tiêu số 3 đấy nhỉ? Vâng. Nào, bây giờ thì cô Pindy có làm được hay không đây? Như vậy là vẫn có tình huống xảy ra các bạn ạ. Nhưng bi mục tiêu số 3 dành cho cô Pindy đang là một con bi với má rất mỏng. Và cùng chờ xem là cơ thủ người Đài Bắc Trung Hoa sẽ đi từ 3 ra 4 theo con đường nào. Vâng, trông là đạn rồi các bạn ạ. Vâng, một tình huống thủ bi tốt của cô Pindy. Và bây giờ Maurice Neuhausen vào bàn nhưng sẽ phải A băng. Cái... Vâng. Một tình huống A băng chạm được thành công tới bi mục tiêu số 3. Lại đưa nó ra khu vực cửa lỗ. Khu vực mà cô Pindy hoàn toàn có thể tấn công ngon ăn con bi mục tiêu số 3 này và điều về 4. Vâng, cực kỳ chi tiết trong đường huống điều từ 3 ra 4, một cái lực vừa đủ để giữ con bi cái ở một vị trí nhìn thấy được 4 qua khe 79. Bình luận viên bảo cơ là phải cơ. Như vậy cho nó hấp dẫn các bạn ạ. Rồi, 4 con bi mục tiêu cuối cùng. Và nếu như cô Pindy thực hiện thành công cả 4 con bi mục tiêu này thì có lẽ Maurice Neuhausen sẽ nhớ mãi về con bi mục tiêu số 3 của mình. Một con bi mà cơ thủ người Đức xử lý hỏng. Khi mà anh ấy đã đi một chặng đường rất dài để có thể gỡ hòa 10 đều rồi. Vâng, điều ra một vị trí có thể nói là quá đẹp cho bi mục tiêu số 9 rồi. Như vậy là chúc mừng cho cô Pindy, cơ thủ người Đài Bắc Trung Hoa đã là người giành được chiến thắng ở trong trận đấu bán kết ngày hôm nay với tỷ số là 11-10, một trận đấu cực kỳ hay, cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn.
Vâng, Maurice Nielsen đã có được một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, sau đó thì bản lĩnh và đẳng cấp đã lên tiếng đúng lúc giúp cho Kobinji có được cho mình điểm số cuối cùng. Và Maurice Nielsen có lẽ là sẽ còn suy nghĩ rất nhiều về tình huống mình đánh trượt đi mục tiêu số 3. Và sau đó là anh nhận thất bại trong việc đánh cờ. Vâng, xin cảm ơn tất cả những bạn khán giả đã đồng hành cùng mình ở trong trận bán kết vừa rồi. Và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ nghỉ đôi phút, một chút thời gian trước khi bước vào trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay, trận đấu chung kết với sự góp mặt của Kobinji và Jeffrey Roda. Cảm ơn mọi người rất nhiều. It is a UNESCO World Heritage Site and a UNESCO Global Geopark, a 5A scenic area in China, one of the top 10 famous mountains in China. Next spots, such as Hanpo Pass, Wu Laofeng Peak, Three Steps Waterfall, Ruching Lake, Silver Waterfall, Guilin Transpring make people linger. Guilin and the Mountain Lushan became a summer resort in China. Mountain Lushan, a wonderful place in the world.